Cô Vi chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, thì bây giờ cô Vi không có thời gian mà đi ra ngoài để mà quay vlog cho mọi người xem được. Nên cô Vi hôm nay cô Vi ở nhà mà để cô Vi quay clip nha. Thì hôm nay cô Vi sẽ quay món đó là mì tôm. Mì tôm ở đây là đúng kiểu mì tôm nha mọi người. Đó là có đây tôm, đây là tôm hùm ba bi nha. Còn đây là mì. Để nấu món này thì cô Vi có chuẩn bị thêm đó là nấm đông cô và cà chua. Ở đây thì có thêm ớt và chanh. Trước hết thì cô Vi sẽ luộc mấy con tôm này trước nha. Bây giờ thì sẽ bỏ tôm vô nồi để bắt đầu luộc. Tiếp theo thì mình bật nốt để mình nấu nha. Rồi, trong khi chờ đợi cho tôm chín thì cô Vi sẽ cắt mì nha mọi người. Mình cắt mì mình bỏ vô đây, mình lò chanh nước cho nó nở ra. Cô Vi nấu 3 gói. Bây giờ thì cô Vi sẽ làm nước chấm nha. Đầu tiên là cô Vi sẽ bằm ớt ra. Tiếp theo thì cô Vi sẽ nêm gia vị nha. Mình cho một ít đường. Rồi, hạt nêm. Đây là cái muối ớt xanh. Cô Vi cho thêm một ít nha. Bây giờ thì cô Vi sẽ đánh đều cái nước chấm lên nha mọi người. Nó tan đường và hạt nêm thôi. Rồi. Tiếp theo thì cô Vi sẽ nặn vào đây là chanh nha. Rồi xong mình đánh lên một lần nữa. Và cái hỗn hợp này nữa. Thơm lắm. Xong bây giờ thì cái hỗn hợp của Vi đã làm xong rồi mọi người. Bây giờ thì cô Vi sẽ cắt nấm và cà chua để mình tiến hành xào mì nha. Xong bây giờ mình cắt cà chua nha. Thì bây giờ cô Vi sẽ lặt salad nha. Cái này cô Vi đã rửa sạch rồi. Salad này thì ăn với mì xào rất là ngon luôn. Hôm giờ mọi người thì công việc của cô Vi khá là bận nên cô Vi không có thời gian mà đi ra ngoài quay á. Nên cô Vi đành phải quay ở nhà thôi. Thì có thời gian thì cô Vi sẽ ra ngoài trời quay để có nhiều cảnh đẹp cho mọi người xem nha. Salad rất là tươi luôn mọi người ơi. Cô Vi sẽ tách nó ra để một phần mình trang trí lên cái dĩa mì tôm khổng lồ của mình nha. Rồi,
để xong. Để vô đây. Mì của Bi cũng trụng nước sôi xong nha. Bây giờ của Bi sẽ vớt ra để cho nó ráo nước cho mình bỏ vô mình đổi cái độn sốt xào lên. Sao mì đấy rất là to nha mọi người. Rất là dai luôn. Mì này mà làm mì tương đen ăn rất là ngon hết sảy luôn. Bây giờ mình xem nó chín chứ nha. Nóng quá. Nhà mọi người có mỗi cái nồi nè, nên không có cái nắp nữa. Lấy cái nắp và cụ cái đầu kia đậy vô nha. Bây giờ mình chở xem nó chín chưa. Wow, đảo mọi người. Đây, hấp dẫn chưa. Bây giờ chắc là chín rồi. Bây giờ cô Bi sẽ vớt ra nha. Wow, mì tôm đó mọi người. Một em. Dạ. Đã quá. Cô Bi rất là đói bụng luôn rồi đó. Cái món mì tôm này cái món rất là dễ nấu nha mọi người. Đây, tôm hùm Barbie. Nóng quá. Rồi bây giờ cô Bi sẽ nắc cái này xuống nha. Chết. Không có cái đồ nhắc nồi nó khổ thiệt đó. Từ đây thôi. Nóng quá. Bây giờ thì bắt đầu xào nha. Mình cho dầu ăn vào. Vừa thôi, nhiều mà ăn ngán lắm mọi người ơi. Rồi, để cho nó sôi lên nha, bật lửa nè. Sôi lên thì mình sẽ cho hành của Bi bầm sẵn rồi nha. Để nó sôi lên thì mình cứ cho hành vào. Đó, cho nó siêu đều lên luôn. Cái nồi này nấu nó bị khét rất là mọi người. Sôi chưa? Rồi, chút nữa. Chở đều lên. Rồi, cho hành vào nha. Phi lên cho nó thơm nha. Không có cái đầu nhắc nồi luôn, lấy thân giấy luôn. Chạy cái này không có quay luôn. Cái nồi thực chất của cái nồi này đó là cái nồi lẩu nha. Mà cái nồi lẩu bị hư rồi, lấy cái này nấu luôn. Nóng quá. Thơm quá mọi người. Xong cho nó hơi vừa héo vàng một tí xíu là mình sẽ cho hành vô trước nha. Thôi cho nấm đi. Chị nghĩ lại, nấm cho nó. Rồi, sợ nó sơ thì nấm nó lâu chín hơn. Thì mình cái nào lâu chín hơn thì mình cho vô trước nha. Đó, xào cho nó gần chín. Thì mình sẽ cho mấy kia nó dễ chín lắm. Thơm quá. Nấm đông cô. Rồi, thì bây giờ cho tiếp hai phần này vô luôn. Đây. Rồi, cà chua luôn nha. Cô Bi thích ăn cà chua lắm. Nó bổ cho mắt của mọi người rất là nhiều vitamin luôn. Chết rồi, bỏ một miếng nước cho. Ai, rồi nó rửa luôn. Rồi mình bỏ một miếng nước nha. Rồi mình xào tiếp. Thôi nó khét. Công hành rất là to luôn. Rồi, cho nó sôi lên lại để mình nêm gia vị nha. Bây giờ gần chín rồi nha. Rồi, bây giờ nêm nè. Đầu tiên thì ớt bột. Rồi, ớt bột xong thì tới hạt nêm nha. Hạt nêm vào. Đường. Mình thích ăn ngọt một chút. Rồi, tiếp theo là một ít nước mắm để và dậy cái mùi thơm mới xào nha. Đó. Cuối cùng là dầu hào. Ôi trời, cái nắp mở không ra đâu mọi người ơi. Rồi. Cứng dữ trời. À rồi, ra rồi. Chắc muốn để ra không? Rồi, bỏ một ít dầu hào nha. Rồi, xào cho nó đều lên. Cái dầu hào bỏ vô cái nước sốt đó mọi người, nó màu đen nhìn như là mì tương đen ấy nha. Rồi thơm quá. Wow. Tiếp theo thì chính là nghe tắt bếp. Bây giờ thì mình sẽ sắp cải ra để mà bỏ vô mì nha. Thơm quá, rất là đói luôn. Bây giờ thì mình sẽ sắp nhanh lên để mình ăn nha. Hấp dẫn quá. Rồi sắp mấy cái xà lách này ra đây.
giờ thì Gobi sẽ đổ mì vào ở giữa nha. Đây, mì chúng ta đã nấu nước rồi đây. Wow, là hấp dẫn. Đây, phần mì mì xào rất là tuyệt vời luôn. Xong, tiếp theo bỏ tôm vô. Đấy, mì tôm đúng kiểu nha mọi người, đúng kiểu mì tôm luôn. Mì tôm là phải có tôm đó. Lên cái này cầm thì nóng, cái nồi không có cái đồ cầm luôn á, thơm quá. Cái bụng bị kêu ọt lắm mọi người. Ăn trưa từ lúc trưa tới giờ. Ôi chết rồi, rớt ra ngoài. Ây da, cũng ghê luôn á. Wow, nha, nhìn đây. Hấp dẫn chưa? Chưa xong đâu. Đây, nhìn nha. Thấy nữa nào. Đó, chưa? Đây, ớt nữa. Đó, xong, hoàn thành. Bây giờ là ra phòng khách ăn cùng Gobi nha. Đi thôi. Ăn thôi. Mọi người ăn với Gobi nha. Đây, bây giờ thì Gobi sẽ trộn cái phần mì sốt này lên nha. Wow, bây giờ ăn một miếng mì trước nè. Ăn tôm nha. Đây, bẻ ra. À, thật không luôn. Bớt cái này. Cứng quá. Còn thịt dài quá. Thôi mình chấm nước chấm nha. Mà mọi người ăn với Gobi nha. Quá. Cay quá. Bị làm hơi bị cay á. Mà mọi người nha. Ngon, rất là ngon dai luôn. Mọi người, những người clip trước á thì cũng bây giờ được quay ở Đà Lạt. Rất là vui luôn, ở đó cảm giác là đẹp. Nhưng mà sau khi hết dịch á thì Gobi phải về Sài Gòn để mà làm công việc á. Nên thời gian này thì Gobi chỉ có thể quay vlog ở nhà hoặc là đi những cái khu mà cần ở đây để tìm cảnh đẹp quay cho mọi người xem thôi, chứ không có đi xa mà quay được á. Chỉ khi đi xa thì dịp lễ hoặc là nghỉ một thời gian 3-4 ngày gì đó thì Gobi mới quay xa được. Giờ ăn miếng mì nha. Mì trộn lên. Rồi đói luôn. Wow. Mời mọi người nha. Đây, thơm rất là ngon.
ơi, thì thời gian gần đây á, khi cô Ubi trở về Sài Gòn rồi thì cái công việc ở Sài Gòn rất là bận rộn luôn. Tuy vậy thì cô Ubi vẫn duy trì quay vlog tiếp tục và quay sản xuất nhiều clip vlog đều đều để cho mọi người xem nha. Mọi người muốn cô Ubi làm món gì thì mọi người cứ để bình luận ở bên dưới. Còn mọi người thấy cái clip của Ubi hay thì mình nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ của Ubi nha. Bây giờ cái phần này ăn một miếng miếng mì nha. Clip của Ubi cũng dài rồi. Bây giờ thì Ubi tạm dừng quay, tạm dừng clip ở đây nha. Hẹn gặp lại cho mọi người clip tiếp sau. Bây giờ thì Ubi xin chào. Bye.